Wishful thinking. Greg and I had moved exactly 1 year after our daughter Esme was born to the perfect little seaside town about an hour outside of the city. Our house was a three-bedroom, three-bath Cape style, light gray with black shutters and a beautiful magnolia tree in the backyard. The house on Birchwood Drive had everything on our checklist: a safe neighborhood, good school district, a fenced-in backyard for our golden retriever Sam, low taxes, a two-car garage, central air conditioning and a fireplace. I had always wanted a working fireplace. We did not, however, ask our relator about the train station situation. It wasn't until after our closing that one of the bank's mortgage reps wished us luck getting a parking permit for the Eastport train station. He has been on the wait list for 3 years and still nothing. His wife had been waking up at 5:30 every morning for the past 3 years to drive him to the train station in time to make the 5:50 a.m. train. Do you think it will really take 5 years to get a parking permit? Greg asked me on the ride home that day. I really hope not, but I knew it was wishful thinking. Our first month in the new house was great. Greg, when they finally got a permit, it was like winning a golden ticket. She suggested we put our name on the wait list as soon as possible and pray for a miracle. Since we would both be commuting into the city every day, me to the magazine I wrote for and Greg to his dental practice in Midtown, we needed a spot fast. My mother agreed to stay an extra 2 weeks and dropped us off at the station in time to make the 7:50 train every morning and picked us up from the 6:10 every evening with Esme in tow. Greg and I both knew this was a temporary solution to our permit problem. Without a parking permit, we would either have to take a taxi to the train every day round trip, or find a nice neighbor we could commute with. Unfortunately, none of our neighbors were even remotely on the same schedule as us. Most of them were rushing to make the 6:40 train every morning. Our nanny Alice did not have a driver's license, so she could not help us. And so, for the first month, we took taxis to and from the station every weekday, which proved to be unreliable, stressful, and way over our monthly budget. We had to figure out a solution. One Saturday morning, I was up early with Esme when an envelope came through our front door's mail slot. I peeked out to see who the messenger had been, but there wasn't a person in sight. I opened the sealed envelope and found a shiny blue Eastport parking permit number 3201 sticker inside. No note, no paperwork, nothing except the sticker. I grabbed Esme and ran upstairs to wake Greg up, waving the envelope in front of him. We could not believe our eyes, but who gave it to us, and why? It must have been someone from the neighborhood, Greg said. Someone who doesn't want us paying them for the permit or feeling like we owe them something. Or someone who got the permit illegally, I said. This is a free permit, not registered to our car, and we cannot use it, I said. We most certainly can and will use it, Amy. Someone probably retired and they don't need the sticker anymore, Greg yelled from the bathroom. We had been using the parking permit happily for months, and over time my feelings of guilt and concern lessened and I appreciated the parking spot close to the station house more and more, especially on rainy days. I still wondered daily who gave us the permit and why. It was one evening in December when Greg was meeting a friend for dinner in the city that I stepped off the train and saw it from the platform. Our car had a white envelope on the windshield. I braced myself for months of ticket violations. Or a huge summons for an unlawful permit. Instead, I opened the envelope to find a neatly handwritten note. This parking permit was given to you as a random act of kindness. It has been fully paid for and is yours to use until you no longer need it. I only ask that you pass it on to a deserving person, and they do the same. Happy parking. My eyes filled with tears. Maybe it was the long day I had, or the realization that people do things just to be kind. I showed the note to Greg when he got home that night. We couldn't believe the overwhelming kindness of a complete stranger, and we immediately knew what we had to do. I had been given the opportunity to work from home for the magazine, which meant I could now drop off and pick up Greg from the train. Suy nghĩ viển vông, Greg và tôi đã chuyển nhà đúng một năm sau khi con gái Esme của chúng tôi được sinh ra đến một thị trấn ven biển nhỏ hoàn hảo cách thành phố khoảng 1 giờ đồng hồ. Ngôi nhà của chúng tôi là một căn nhà 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm kiểu áo choàng tắm, màu xám nhạt với cửa chớp màu đen và một cây mộc lan xinh đẹp ở sân sau. Ngôi nhà trên đường Birchwood Drive có mọi thứ trong danh sách kiểm tra của chúng tôi.
một khu phố an toàn, khu trường học tốt, một sân sau có hàng rào cho chú chó săn vàng Sam của chúng tôi, thuế thấp, một gara, hai ô tô, máy lạnh trung tâm và một lò sưởi. Tôi luôn muốn có một lò sưởi hoạt động. Tuy nhiên, chúng tôi đã không hỏi người quan hệ của chúng tôi về tình hình ga xe lửa. Mãi cho đến khi chúng tôi đóng cửa, một trong những đại diện thế chấp của ngân hàng đã chúc chúng tôi may mắn nhận được giấy phép đậu xe cho nhà ga xe lửa eSport. Anh ấy đã ở trong danh sách chờ đợi trong 3 năm và vẫn không có gì. Vợ anh đã thức dậy lúc 5:30 sáng mỗi sáng trong 3 năm qua để đưa anh đến ga tàu cho kịp chuyến tàu lúc 5:50 sáng. Bạn có nghĩ rằng sẽ thực sự mất 5 năm để có được giấy phép đậu xe? Greg hỏi tôi trên chuyến xe về nhà ngày hôm đó, tôi thực sự hy vọng là không, nhưng tôi biết đó là mơ tưởng. Tháng đầu tiên của chúng tôi trong ngôi nhà mới thật tuyệt vời. Greg và tôi đều đã nghỉ hè 2 tuần để dọn nhà và ổn định cuộc sống. Mẹ tôi đến ở với chúng tôi để giúp Esme, những người hàng xóm bỏ đồ nướng và chào đón chúng tôi đến khu phố. Chúng tôi bắt đầu hỏi về những gì người dân ở eSport đã làm cho các điểm đậu xe nếu họ không có giấy phép. Martha, người hàng xóm của chúng tôi cách ba cửa nhà, cười và nói với chúng tôi rằng cô ấy suýt ly hôn vì phải chở chồng đến ga xe lửa mỗi sáng trong nhiều năm. Cuối cùng thì khi họ đã có giấy phép, nó giống như giành được một tấm vé vàng. Cô ấy đề nghị chúng tôi ghi tên mình vào danh sách chờ càng sớm càng tốt và cầu nguyện cho một phép màu. Vì cả hai chúng tôi sẽ đi lại trong thành phố hàng ngày, tôi đến tạp chí tôi đã viết và Greg đến phòng khám nha khoa của anh ấy ở khu trung tâm, chúng tôi cần một chỗ nhanh chóng. Mẹ tôi đồng ý ở lại thêm 2 tuần và đưa chúng tôi đến nhà ga để kịp chuyến tàu 7:50 mỗi sáng và đón chúng tôi từ 6:10 mỗi tối với Esme đi cùng. Greg và tôi đều biết đây là giải pháp tạm thời cho vấn đề giấy phép của chúng tôi. Nếu không có giấy phép đậu xe, chúng tôi sẽ phải bắt taxi đến tàu hỏa khứ hồi hàng ngày, hoặc tìm một người hàng xóm tốt bụng mà chúng tôi có thể đi cùng. Thật không may, không ai trong số những người hàng xóm của chúng tôi thậm chí từ xa có cùng lịch trình với chúng tôi. Hầu hết trong số họ đang gấp rút thực hiện chuyến tàu 6:40 mỗi sáng. Cô bảo mẫu Alice của chúng tôi không có bằng lái xe nên không thể giúp chúng tôi. Và như vậy, trong tháng đầu tiên, chúng tôi bắt taxi đến và đi từ nhà ga mỗi ngày trong tuần, điều này được chứng minh là không đáng tin cậy, căng thẳng và vượt quá ngân sách hàng tháng của chúng tôi. Chúng tôi đã phải tìm ra một giải pháp. Một buổi sáng thứ bảy, tôi cùng Esme dậy sớm khi một phong bì đến qua khe gửi thư ở cửa trước của chúng tôi. Tôi nhìn ra ngoài để xem người đưa tin là ai, nhưng không có một người nào trong tầm mắt. Tôi mở phong bì niêm phong và tìm thấy một nhãn dán eSport Parking Permit thăng 3201 màu xanh lam sáng bóng bên trong. Không có ghi chú, không có giấy tờ, không có gì ngoại trừ nhãn dán. Tôi nắm lấy Esme và chạy lên lầu để đánh thức Greg. Bỏ cái phong bì trước mặt anh ta, chúng tôi không thể tin vào mắt mình, nhưng ai đã đưa nó cho chúng tôi, và tại sao? Greg nói, đó hẳn là một người trong khu phố, ai đó không muốn chúng tôi trả tiền cho họ để được cấp giấy phép hoặc cảm thấy như chúng tôi nợ họ một thứ gì đó. Hoặc ai đó đã có giấy phép bất hợp pháp, tôi nói. Đây là giấy phép miễn phí, không được đăng ký cho xe của chúng tôi và chúng tôi không thể sử dụng nó, tôi nói. Chúng tôi chắc chắn có thể và sẽ sử dụng nó, Amy. Ai đó có lẽ đã nghỉ hưu và họ không cần nhãn dán nữa, Greg hét lên từ phòng tắm. Chúng tôi đã vui vẻ sử dụng giấy phép đậu xe trong nhiều tháng và theo thời gian, cảm giác tội lỗi và lo lắng của tôi giảm bớt và tôi đánh giá cao chỗ đậu xe gần nhà ga hơn, đặc biệt là vào những ngày mưa. Tôi vẫn tự hỏi hàng ngày ai đã cho chúng tôi giấy phép và tại sao. Vào một buổi tối tháng 12, khi Greg đang gặp một người bạn đi ăn tối ở thành phố, tôi bước xuống tàu và nhìn thấy nó từ sân ga. Xe của chúng tôi có một phong bì màu trắng trên kính chắn gió. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những lần vi phạm vé trong tháng hoặc một lệnh triệu tập lớn để xin giấy phép bất hợp pháp. Thay vào đó, tôi mở phong bì và tìm thấy một mảnh giấy viết tay gọn gàng. Giấy phép đậu xe này được trao cho bạn như một hành động tử tế ngẫu nhiên. Nó đã được thanh toán đầy đủ và là của bạn để sử dụng cho đến khi bạn không cần nó nữa. Tôi chỉ yêu cầu bạn chuyển nó cho một người xứng đáng, và họ cũng làm như vậy. Chúc bạn đậu vui vẻ, mắt tôi ứa lệ, có lẽ đó là ngày dài tôi đã có, hoặc nhận ra rằng mọi người làm mọi việc chỉ để tử tế. Tôi đưa mảnh giấy cho Greg xem khi anh ấy về nhà vào đêm hôm đó. Chúng tôi không thể tin được lòng tốt của một người hoàn toàn xa lạ và ngay lập tức chúng tôi biết mình phải làm gì. Tôi đã được trao cơ hội làm việc tại nhà cho tạp chí, điều đó có nghĩa là bây giờ tôi có thể đến và đón Greg từ tàu.